Bởi ba đang nhìn gì vậy? Con có thấy cái trái đằng kia không? Dạ thấy. Ai bắn được cái trái đó rớt xuống đầu tiên là người đó chiến thắng. Dạ chơi, dạ chơi, dạ chơi. Yeah, đúng rồi, yeah. Trời đất ơi, đứa nào bắn tao? Trời. Ây da. Ê, chuẩn bị bài trò gì nữa đúng không? Trò này vui lắm á bà. Trò gì vậy? Chỉ bà coi. Mình cầm giấy lên rồi mình nhìn mục tiêu. Rồi mình bắn. Ờ, rồi rồi, được được, đưa bà chơi. Đưa bà chơi thử nè. Đây, cầm cái này lên. Đưa mục tiêu. Ở lại nha. Con mẹ lép. Bà già sao bà giống con lít quá vậy? Con không biết gì hết á. Lô ơi, Lô. Ê, 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 ê. Lô ơi, rớt bịch banh. Lô ơi, rớt bịch banh. Lô ơi, Lô. Lô ơi, rớt bịch banh nè. Lô ơi, sao nãy bà không kêu? Bà có kêu mà. Dạ sao bà? Bánh này ngon lắm á, giờ hai bà cháu mình đem về ăn ha. Yeah. Tôi chỉ chỉ thôi mà. Bà ơi, chơi caro với con không? Bà không có biết chơi. Dễ dàng lắm bà. Đầu tiên là xanh đỏ, xanh đỏ, xanh đỏ. Rồi chơi. Xanh nè. Đỏ nè. Xanh nè. Đỏ nè. Xanh. Ê, hai bà cháu chơi gì vui vậy? Hai tôi đang chơi caro nè. Ê hả? Để tôi chơi cho. Yeah, thắng rồi. Này caro này. Tôi chỉ thôi mà. Bé hai, con ở nhà trong em không có đi chơi chưa? Dạ. Chị hai, chị hai, em đói bụng và em khát nước. Trong cái con quỷ nhỏ này chán quá. Có cách nào trốn quỷ nhỏ này đi chơi không ta? Có cách rồi. Na ơi, bây giờ á chị qua nhà bạn chị chơi một tí, lát bà có hỏi nói là chị đi học bài rồi ra chưa thì cho 2.000 nè. Ngoan nha. Cho có 2.000 à, còn mày đặt dụ tôi. Hên quá, bà chưa có về. Đi đâu mới về đó? Đi qua nhà bạn chơi. Sao mày bán đứng tao? Tại bà cho em 5.000 chứ bộ. Bà không muốn học đâu. Bây giờ một là đi học, hai là đi bán vé số, lựa cái nào. Con muốn gì bán vé số? Con muốn gì bán vé số? Ok, thích thì chịu. Anh mua vé số mẹ nè. Anh không mua. Bà mua vé số cho con nè. Bà không mua. Biết vậy đi học cho rồi. Lì hả con? Đi về đi học. Em nói là phải không? Để chị đi lấy cơm cho em ăn nha. Cái em kia kia sẽ thích lắm đây. Na ơi. Dạ. Na ơi nè. Đâu rồi, kêu ôm sùm nãy giờ đốn chết à. Ủa. Trời ơi. Này chắc Na nó làm cho mình ăn nè. Ngon quá hả? Bà hồi nãy á bà có thấy chén cơm con để đây không? Cái này hả? Trời ơi, công nhận con trộn cơm ngon quá Na ơi. Nhưng mà cái đó không cho con kia kia ăn mà. Quê là quê là quê. Na ơi, bà con có nhà không con? Dạ, bà đợi con chút xíu nha. Ha. Đó bà lố kiếm bà. Con nói á, bà đang bận công chuyện, tí xíu bà ra sao nha. Dạ, bà con cho con cá ăn, bà cũng muốn vô coi không? Kêu đông đông vui như bà. Dạ bà con kìa. Hello bà. Của tôi trời ơi. Ủa con nhìn gì nè? Bà có thấy tủ không không? Thấy. Bây giờ mình chơi trò chơi lấy dép á, rồi mình chọi lên tổ ong là ai chạy nhanh nhất thì người đó thắng. Ok rồi. Nè, dép của con nè, bà chọi đi. Thôi có sao không bà? Đau quá. Xuân xuân ơi, xuân đã về, con nó vui nào vui mùa xuân đến nào ơi. Dạ. Đi qua bà ba mua cho bà ít càng cua, về mình cháy tỏi ăn. Ồ, cái càng cua đó mà chấm muối à, ăn nó đã gì đâu, nhức cái nách luôn á. Nhớ mua bà nha. Dạ. Mua chi cho tốn tiền. Có bà càng cua nè. Không có phải càng cua này, ý bà nói là càng cua của con cua bò bò bò. Mà thôi đi, con ra chợ coi gì mua cũng được hết, trễ rồi. Dạ con hiểu rồi. Bởi bà ăn mía cho nó đỡ đói hay là bà ăn cỏ cũng được. Cứu tôi trời trời.
mấy cái chai nhựa nghe. Lấy đi. Ủa? Ủa? Gì hả? Ôi ơi. Cái chết chết thôi. Ủa? Ủa lép ơi, cứu tôi lép ơi. Bị gì vậy? Cái chai này nó cứ dính với tay tôi không à. Sao vậy được? Ủa? Đó thấy chưa? Ủa? Con, múc bà này kìa. Bà ơi, bà bánh này bao nhiêu tiền vậy bà? Bánh này bà lấy còn 2.000 thôi. Bà bán bánh này có 1.000 thôi. Ôi, bà bánh này bao nhiêu tiền vậy bà? 2.000 con. À, bánh này bà cũng có nè. Bà lấy con 500 đồng thôi. Bà ơi, bà cũng có 1.000 rồi mua bong bóng được không bà? Bà bán cho thiếu luôn. Qua đây bà bán thiếu cho con luôn. À, bà cho con hết luôn. Bà cho con hết cái này nè. Con qua đây. Con qua đây. Qua đây con. Mệt quá, không mua bánh nữa đi về. Trời ơi, ui da đau bụng quá. Đó, con đói bụng. Trời đất ơi, phiền quá. Ui. Đó, vô đi Tam. Đợi xí được không? Không, ngóng muốn chết đi à. Rồi. Hai. Trời ơi. Bà ơi, bà phải than nè không? Na ơi. Dạ. Con qua nhà bà Lố xin cho bà ít than nha. Dạ. Bà ơi, phải than này không bà? À không có phải, ý bà nói là than tre á. Dạ con hiểu rồi. Bà ơi, phải than này không bà? Không có phải, ý bà nói là cái than để đốt á. Dạ con hiểu rồi. Bà ơi, bà phải than này không? Thôi khỏi đi, tao tự đi xin luôn. Hai nào chẳng đốt được. Hai. Nè, không chịu ngủ trưa bà về bà đánh đầu con nha. Hello. Hi. Bye bye. Nhà lộn người rồi. Trộm bé nói gì ta? Công nhận nó dễ thương quá nãy. Làm cái này gì vậy? À chắc chào mình á. Kem đậu xanh, kem sữa. Mấy đứa gì đây? Yeah. Trời ơi, bữa nay mấy đứa ăn gì bà lo hết. Mua đi. Mấy đứa ăn gì? À, kem đây nha. Đây đó. Sô-cô-la nha. Sô-cô-la nha. Đây nè. Đây nè. Con nè. Rồi, em nè. Rồi, đây. Đây, cô Lắc nè. Cô Lắc nè. Rồi. Đây đó. Đây. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, đi đi. Giờ của chị 200. Không có tiền. Nó chơi á, nó làm thiệt á. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn.